muối cho con nhé. Ngủ ngon đi. Để làm đây nhé. Chén đồ cho con nhé. Bẩn lắm đây này. Ba con nghịch đây. Bẩn hết chân này. Chân đi. Xếp đá con cho con đi khỏi bẩn nhá. Ngồi bắt chân xem mẹ. Ngoan thế. Bẩn lắm. Đây, 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 nhìn này. Ui, bảy xá thế. Con này bàn lắm ạ. Hồi nãy con nhẫm luôn. Đây mẹ nhá, ngồi yên nhá. Này, chúa. Ngoan nha. Giỏi quá nhỉ. Để xếp nào. Hết bẩn cho con chơi luôn. Dạ. Thiên ăn gì ngon thế? Chia mẹ miếng. À. Không cho. Mẹ cho bật á? Cho bật làm gì? Mẹ ăn khoai cơ, miếng cũng không cho. Thế thì lấy sức đâu mà làm. Xong rồi. Rồi, đẹp luôn rồi này. Mẹ cái đá nhỏ này kê vào nữa. Con đây đi đâu con, không trèo nhé con nhé. Đi đâu? Để mẹ nhét cá bé vào nhé. Mẹ. Dạ. Đưa cho mẹ. Đây, đặt xuống đây. Đặt xuống đây. Đúng rồi. Đâu? Chơi ngoan nhá, cho mẹ làm đường này. Không mưa bẩn lắm. Nước của gì đấy nhỉ? Nước của gì luôn? Mẹ làm đường cho em đi nhá. Dạ. Toàn đá. Nhớ mẹ nào. Bé. Bé. Đúng rồi. Em bé. Con nói cho mẹ nào. Bé. Em bé ơi. Em bé ngoan thế nhỉ. Con vứt quần con xuống. Khô chưa? Khô chưa con? Có không?
tìm nước cho con mà. Nước về chưa? Nước hỏng ấy. Dạ ngoan thế. Để mẹ nhé. Hộ mẹ cơ. Thật ra tôi đi chăn chó. Cảm ơn bà nhé. Con rồi, cái rồi, hai mẹ con sống không sống như thế nào rồi. Đâu ấy? Rồi, đi con biển rồi. Về nhà đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thái rau rồi nấu ăn à? Thế này hai mẹ con nó ở thế nào nữa, khổ quá nhỉ. Bây giờ con mới chả cái bố thương hai mẹ con mẹ quá, tại dân làng nó nói xấu rồi, ông bố mới phải đuổi hai mẹ con mày thôi. Bố thương hai mẹ con mày lắm nha, con nói ông bố chả ra gì rồi, bố thương hai mẹ con mày lắm. Đây đồ dùng đây, bố thương hai mẹ con mày quá, bố không đứa nào đâu. Biết hai mẹ con nó sống thế nào rồi đó, cái điều bé tíu rồi đó. Chấm rau rồi nấu ăn nhé. Chấm rau rồi. Đây có rau rồi con ơi. Lại cái này. Nè, lấy rau. Lấy rau nấu cho con ăn nhé. Có lắm rồi phải không? Ngon, ngon nè. Mẹ cắt rau. Rau non lắm rồi nè. Có thể con mẹ nấu cho con ăn nhé. Đây, rau này con này. Rau này non quá. Đây. Cào ghê nè. Con ngủ ra con. Con về nhá. Được rau rồi. Được rau rồi con ăn nhá. Ừ, con nhện này. Ăn nhà rồi. Để cho con xuống nhá. Mới lớp con ứng. Mẹ con xuống nhé. Con nhỉ. Ô, ai mang đồ cho hai mẹ con mình này? Chắc bà Trân Châu à? Sợ có đồ ở đây nhỉ. Được, mẹ con xuống nhé. Mẹ xem nào. Mẹ con xuống nhé. Hiện bây giờ lớn mẹ không điệu được rồi. Con tướng rồi. Mẹ xem môi đốt không nào. Đấy ra đấy. Sang bên này. Ai mang đồ cho hai mẹ con mình. Con cầm đũa. Bát đũa. Mình cho gạo con nữa con ạ. Cho cả nồi nữa. Ai mang cho mình nhỉ? Chắc bà Trân Châu rồi.
là bà Tâm Châu cho rồi. Ai mang cho mình vậy? Chắc là bà Tâm Châu. Buộc chú bà đi trông con cho nhá. Vâng. Hai mẹ con làm thế nào mới được xong rồi. Chắc là bà Tâm Châu để cho mình. Bắt mình nhá. Đâu cơm cho con ăn. Nhóm được bếp rồi. Mẹ kia bếp để mẹ nấu nướng cho con nha. Kiện nha. Dạ. Mẹ to quá nè. Ui. To quá hả? Mẹ ngốc quá, mẹ lại nhóm bếp trước rồi. Ui. Mẹ tốt quá rồi. Lại tốt rồi. Nhóm bếp trước chứ. Mẹ ăn, mẹ nó thôi. Mẹ lấy lên non cho con.
Con thích uống nước á. Đấy, uống đi. Nước rau tốt này. Ôi, giỏi quá nhỉ. Uống nữa. Thế thì ăn rau này. Khói quá mẹ. Sụt xịt rồi. Uống nước rau tốt này. Nhận lên nào. Ui, giỏi quá. Uống không? Không uống á. Mẹ uống nha. Này. À, giỏi quá. Ngon nhỉ. Kìa mẹ xem nào. Chim đâu? Dạ. Đúng rồi kìa. Dạ. À, chim đấy, nhiều chim. Mẹ con. Bé của mẹ dậy ngoan thế, xuống đây nhanh. Đây cho mát. Mẹ không lấy nước về làm một đấy nha. Lại ướt đấy. Không cho nước đâu.
với mẹ không? Nước đâu con? Ừ, dạ. Bàn nước rồi, mẹ không lấy về đâu, con đi cướp. Con hỏi mẹ. Làm gì đấy con? Con chơi ngoan nha, cho mẹ làm này. Con ơi xuống đi, đây mẹ bế giúp.
Đây, đứng đây đợi mẹ làm. Hey, em đi. Con nghịch đâu con ạ? Con thích nghịch nước cơ. Con nghịch á? Con nghịch á? Tí sao mẹ cho con lên. Đấy, ngồi yên đấy, ngồi yên đấy, ngồi yên đấy. Thấy chưa? Xá của mẹ. Xá của mẹ. Đây xuống đây nhé. Đây thì cây dưới này. Mẹ xuống. Mẹ nè vào đã. Cho mẹ cho con ngồi nhé. Ngồi yên. Thôi, mẹ cho con xuống đi. Xuống đi. Xuống. Bỏ cái tay ra con. Bỏ. Đây. Đây nghịch dưới này. Cây dưới này. Thử xem của mẹ có chắc không á. Hả? Giỏi đấy. Test xem ok chưa. Ngộp ngộp cái gì. Ok không? Em. Hả? Để được cái bát này chắc là để được cái bát nhỏ rồi nha. Đây đây, hôm mẹ cầm cây đi. Này, chưa nha, không bị được đâu. Em ơi, thấy chưa, ngắn đấy. Thôi, được rồi, mẹ xin con. Thế con nằm đây nhé. Mẹ, mẹ xin này. Cánh. 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 Cánh mẹ. Đây mẹ bế xuống. Cánh. Không chịu xuống. Để mẹ làm luôn. Đây mẹ này xe ra xong rồi. Đây. Để mẹ buộc nhá. Đấy, buộc vào là ok luôn. Chụp chỗ. Ngoan rồi. Bác. Bác ha. Có cái gì ăn đấy. Lên được á. Đây mẹ, được rồi, được rồi. Mẹ bế lên nhá. Đổi giờ nhanh giữ nhà ngay. Gió kìa. Mẹ làm một tí xong rồi. Để đũa rồi, để tạo rồi.
đây mẹ. Em đi chơi đâu vậy? Đấy. Ngon lắm nha. Em thá của mẹ à. Không cho chặt cái dao hỏng đi. Khó thật. Đây mẹ để cho để đũa. Ôi. Con gà này, nghịch cá. Đi, đi lên nào, đi về đây. Ăn cái gì? Đấy. Tay nó đỡ vướng con nhé. Chó để đua nhé. Tí mà to to lớn đấy. Sợ không? Lên đấy. Con không được hư nhá. Lên đánh đấy. Lên. Đánh nhá, đánh lên lên nhá. Đùa nhá. Cơm cho bọn nó, cho coi cho cháu ra.
mang cơm nước cho con cho cháu đó. Đây cho con cho cháu nha, sữa đây. Ông ngoại đưa lên cho con nhé. Ông thương mình đấy. Thương con nhé, ông mua sữa cho này. Bánh. Bánh, đúng rồi, bánh. Bánh. Đây, con uống này. Đấy, ông ngoại thương nhé. Ông cho. Con nhớ bố mẹ.